Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, cùng với nắng sớm thì nền nhiệt ở miền Bắc sẽ tăng nhanh. Đến trưa và chiều nay, mức ẩm thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ hạ xuống chỉ còn là 48-57%, cũng là lúc mà nhiệt độ cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ đạt ngưỡng là 32-33 độ. Riêng tại khu vực các tỉnh thành như là Lào Cai, Lai Châu hay Điện Biên, do ít chịu tác động của khối không khí khô, trời nắng yếu hơn và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng 29-31 độ. Tối và đêm nay thì nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh và mức nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng đồng bằng sẽ quay trở lại ngưỡng là 22-23 độ. Còn đối với các tỉnh thành ở vùng núi sẽ là thấp dưới mức 21 độ, trời rét nhẹ. Khối không khí khô cũng bao trùm lấy miền Trung. Trong ngày hôm nay thì cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi sẽ xuất hiện nắng từ sớm. Cường độ nắng lại khá mạnh nên nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng là 31-33 độ. Còn trong khi đó, đối với các tỉnh thành từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nắng muộn và cường độ nắng yếu hơn, nhiệt độ không quá cao và đạt ngưỡng là 31-32 độ. Lùi xuống phía Nam, đêm nay và cả ngày mai, khu vực Tây Nguyên sẽ chỉ còn có mưa ở một vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng nhẹ lên mức là 29-31 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ thì chiều và tối nay tiếp tục xuất hiện mưa nhiều nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ đạt ngưỡng là 31-32 độ. Khu vực miền Tây Nam Bộ, các tỉnh từ Long An tới Trà Vinh, Cà Mau đến Kiên Giang sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh về chiều và tối. Dự báo kiểu mưa dông về chiều tối ở Nam Bộ sẽ còn kéo dài thêm khoảng từ 2-3 ngày nữa. Trên biển, đối với khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang cũng như là khu vực vùng Vịnh Thái Lan tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp nên có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trong ngày thì giảm thấp xuống còn 4-10 km. Trong khi đó, đối với vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió mang hướng đông bắc, cường độ yếu cấp 4, cấp 5, sóng biển thấp dưới mức 2 mét, biển lặng. Thời tiết nói chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.